Dạ, mến chào cả nhà, mình đã quay trở lại kênh của em ha. Thì chúc cô chú anh chị em mình buổi sáng thật là nhiều niềm vui ha, nhiều sức khỏe. Dạ rồi, thì hôm nay tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình một số vấn đề mà cô chú anh chị em mình hay quan tâm, và trong thời điểm cái cây mình đôn sau khi mình chơi Tết ha, hoặc là những cái cây mình không chơi Tết mà mình đôn lại, nó gặp một số vấn đề mà chú anh chị mình thường gặp đó ha. Ví dụ như mình cái cây của mình nó chưa đâm được đều, và một số cây cái lá nó bị co hoặc là nó bị vàng lá ha. Thì ở đây thì em sẽ quay một số cây, như cái cây này thì nó chưa đâm đều nè cả nhà ha. Nó cũng lú nhưng mà nó chưa đâm đều đó. Thì cái thời điểm mà cái cây của mình sau khi mình làm phân lại ha, làm phân lại rồi, rồi thời tiết lúc này nắng nữa nè cả nhà, thì nó sẽ gặp nhiều cái trường hợp là những cái chỗ nhánh mình đôn nó không có đâm được đều ha. Thứ nhất cái đây đây là không có đâm được đều nè cả nhà, thì trường hợp này nó cũng rất là bình thường thôi cả nhà. Thì anh em mình quan tâm hỏi thì cũng đúng ha, tại vì anh em không có thường gặp. Hoặc là anh em mới chơi thì sợ những cái cây này nó nín, nó không có ra được nữa thì cái nhánh mình nó sẽ bị hư ha. Như ở đây nó cũng chớm nè cả nhà, nó cũng chớm ha. Đây thì cái số này là những cái tước, là những cái tược đầu tược nè, mình không có lãi bỏ nè. Thì cái này nó ra một đợt rồi, nó chuẩn bị chớm cái cây hai nó. Thì khi cái cây hai là cái cây quan trọng nhất của cây mai mình sau khi mà chơi đôn Tết đó cả nhà, đó là quan trọng nhất. Đó nên cô chú anh chị mình phải dưỡng dưỡng và xịt bệnh làm sao cho cái cây hai của mình nó, thứ nhất là nó đi cho nó đều, thứ hai nữa là nó không có bệnh ha, không có bệnh nhiều. Bệnh một hai lá trong cái trường hợp mà như vậy nè cả nhà, như vậy thì tại vì lý do là mình đôn mà nó không có đồng đều á, có nghĩa là mình đôn mình chờ đợi mà cái lúc cái lá nó đi đâm tược rồi, nhưng mà mình không có xịt thuốc trong cái thời điểm đó. Tại vì mình đôn hết rồi mình mới quay là mình xịt thuốc tưới dưỡng, thì nó sẽ gặp trường hợp những cái lá này nó ra trước, mình không có xịt bệnh nè, nó sẽ vàng và nó số nó bị sâu ăn nó kia, bọ tỉ ăn nó cả nhà. Nên trường hợp đó thì dễ gặp ha. Như đây cái lá này nó cũng hơi ngà ngà nè cả nhà. Đây đây là cái bọ trĩ ăn lúc đó nè, nó cả nhà thấy mình ra trái những cái đọt lá này ha, đây là do bọ trĩ ăn. Còn một số trường hợp nó đen ngoài cái đầu chót luôn, đó là cũng có nhiều cái trường hợp nữa nha. Nhiều khi cái sương muối hoặc là mình tưới cái cái nguồn nước ha, là do cái nguồn nước của mình, nhiều khi cái mình tưới nước xử lý hoặc là nước phun tên gì đó ha, hoặc là cái nước phèn, hoặc là cái nước có nhiều cái calo nhiều đó cả nhà, thì nó sẽ động ở ngoài cái chót lá này, nó làm trái những cái đọt lá này nè ha. Tại cho thường anh em gọi trái đọt than đó cả nhà, trái đọt than đó. Đó nên những cái trường hợp đó thì do tác động của cái nguồn nước thôi, chứ không phải là do cái bệnh gì nặng hết đó nha. Đó, nhiều khi sương muối nó cũng bị nữa, nên khi với đó mình phải xịt ha, xịt Anvin, hoặc là mình xịt những cái loại dưỡng, loại ngừa trước đi. Đó, thì nó cái lá mình nó xanh dày thì nó ít xảy ra cái trường hợp mà nó bị trái những cái đồi lá như vậy ha. Đó, thì thời điểm này nắng nhiều ha, em cũng xịt hai đợt Antacon rồi, thì hiện tại bây giờ thì em sẽ xịt thêm cộng thêm dưỡng nữa cả nhà. Thì dưỡng ở đây thì mình sẽ xịt dưỡng là dưỡng và giọt đọt đó. Thì dưỡng ở đây thì em cộng thêm đợt này thì mình sẽ cộng thêm quan nè cả nhà, quan ha, rồi cái chai giọt đọt nè đó. Thì cho giọt đọt á, quan thì nó hỗ trợ, nó cũng như là dưỡng chất ha, nó cũng chất ure nha cả nhà, chất ure, nhưng mà đó là cái chất đó là nó giúp xanh lá và nó dưỡng trên những cái lá, những cái chỗ của mình luôn đó. Thì mình tưới ở dưới gốc cũng được, mà mình xịt trên lá cũng được, kết hợp xịt trên lá luôn đó. Thì quan cộng với giọt đọt ha, đó, thì cô chú anh chị mình sẽ áp dụng xịt lên đó. Thì có những cái cây mà nó yếu hơn nữa thì có thể mình cộng thêm dưỡng rễ nữa nha nha.
ha. Dưỡng rễ thì mình cộng rô rô nó sẽ tốt hơn, tại cái bịch rô rô thì cái dưỡng chất nó cân bằng, nó kết hợp với quan và cái loại giọt đọt đó, mình sẽ cộng ba loại lại ha. Thì xịt bệnh nè, xịt bệnh thì mình sẽ xịt sen kẽ ha cả nhà. Thì bệnh là mình xịt Anatacon nè, Anvin nè, thì mình đã xịt rồi một đợt, rồi quay lại mình sẽ xịt loại bệnh ha, thì xin lỗi loại dưỡng hai đợt, rồi quay lại mình sẽ xịt không xịt Anatacon thì mình sẽ xịt Anvin đó, mình sẽ kết hợp như vậy, mình xen kẽ với nhau, xen kẽ với nhau dưỡng nhiều hơn loại bệnh ha. Đó thì mình xịt để cho cái cây mình nó cân bằng trong cái thời gian đầu tiên này đi, rồi qua tháng 4, tháng 5 thì cái cây mình nó đã phát triển mạnh rồi, mình sẽ xịt lại bình thường hết cả nhà. Bình thường thì mình sẽ xịt sâu bệnh thôi, loại dưỡng đó thì lâu lâu mình sẽ xịt một lần. Đó. Thời điểm này thì cái cây của mình thì do nó chưa có phục hồi thì mình sẽ kích thích thêm. Đó là cái chia sẻ hôm nay, vấn đề mà muốn chia sẻ cho cô chú anh chị mình để kết hợp xịt cho cái cây mai của mình nó sẽ bung đọt và nó phát triển mạnh hơn. Ở đây thì em xịt cũng được 2 ngày rồi cả nhà, xịt ha. Ở đây thì hôm nay em chia sẻ luôn là anh xin lỗi nha, xịt lại nhắc lại cho cô chú anh chị mình nhớ ha. Anh Anatacon cộng với anh Vin thì đã xịt được 2 cử hôm trước rồi, có quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ xịt ha, mình sẽ xịt kết hợp đây quan nè cả nhà, rồi giọt đọt ha, giọt đọt mình mua chai giọt đọt của thằng Dona vẫn được, nhưng mà cô chú anh chị mình hoặc ở cô chú anh chị mình không có thì mình mua cái chai mà giọt đọt kích thích cho đọt nó ra đều đó, thì chỗ cô chú anh chị mình có vẫn mua được chứ. Giọt đọt quan, giọt đọt cộng với rudo ha, thì em đã xịt ba loại đó kết hợp cộng với thuốc sâu vẫn được luôn nha cả nhà. Đó là xịt là tất cả là 4 loại nha. Cả nhà thấy hôm nay nó cũng chịu bung mà nè cả nhà. Nó cũng chịu bung ha. Những cái chột mà nó nín được, nó nín này. Hôm nay thì nó cũng đã bung trò ra hết rồi. Cả nhà thấy ha. 2 ngày xịt 2 ngày. Tại vì thời điểm này nắng quá, mình nhiều những cái cây của mình nó chưa có phục hồi thì mình sẽ kết hợp ha. Như cây này thì em thâu sâu vào đây, này nó đâm được nè cả nhà thấy ha, rất là sung khỏe ha, mập nè. Cây này nó già tí nữa mình sẽ bấm mình chừa ba nấc lá thôi cả nhà, bấm ở đây vẫn được ha. Như cây này nó sung khỏe vậy thì có thể là mình bấm được rồi. Lá xanh dày nữa ha, tại vì nó ra rất là mập, mình sẽ bấm chặn ở đây luôn. Là như vậy là nó sẽ ra đều nè cả nhà. Còn nếu bấm ngoài chót ha, như cả nhà mình bấm ở đây, mình bấm về nó không có ngon đâu cả nhà. Bấm sâu vô đây để nó ra nách lá này, lá này và lá này, ba là ba đọt và nó ra mạnh hơn ha. Rất là sung khỏe nè. Như cây tứ bí phú tân nè, cả nhà thấy là nay nó ra rất là sung khỏe ha. Tại những cái cây này thì không có chơi tết nè, đối với những cây mình không chơi tết mình bấm ha, mình bấm tàn lại mình lại lá lợ, cái cây mình nó đi tọt đọt rất là khỏe ha, không có bị tình trạng nó bị sừng gì hết nha nha. Tại vì nó không chơi bông thì nó không có mất sức đâu, lá bóng mà nhìn thấy lá rất là bóng mà. Cái này cũng xâm xê rồi cả nhà. Cái này mình hôm trước thì mình chỉ xói lớp mặt thôi, không có thay chậu nè, để tháng 5 cái phần năng hết thì mình thay qua cái chậu đẹp cả nhà, thay qua cái chậu đẹp để mình chơi chừng tết. Cây này sửa cốt cành là sửa lâu nha cả nhà, nhựa nó miếm ha, còn tí nữa là nó liền rồi.
Đây nhìn cái tược này nè các nhà nha. À, các nhà thấy nó ra trễ hơn người ta nè ha. Cũng bây giờ mới cái chớm thôi. Trên đây thì nó ra đã đều rồi. Mà có một số trường hợp thì cả nhà mình gặp phải ha, nhiều cái vấn đề sau khi mà mình chơi Tết thì đa phần những cái tược, cái ngồi viết và những cái bo, những cái nụ mình nó nở đó mình cắt ha, là nó ít những cái mắt mà nó lên tược đó, nên khi mình đôn lại có những cái thì nó sẽ bị nín luôn, nó không có ra ha, nó sẽ ra mút ở trong. Đó là trường hợp cái mai ghép mình nó lại khó trường hợp như vậy đó cả nhà. Còn cái mai riêng thì mình bấm chỗ nào nó cũng vẫn lên được nha, tại vì cái mắt ngủ nó vẫn lên bình thường. Còn cái mai ghép mình có một số thì nó không có lên, nó bị nín đó cả nhà, nó bị nín đó, như cái này nó nín đó cả nhà, nín nó hư rồi, nhánh này nó hư rồi ha, chết ha. Ở đây ở ngoài nó không ra nổi đâu, nó ra ở trong nè cả nhà thấy không? Trong đây cũng có, không có cái mắt nó lên được đâu cả nhà thấy nè, nó lên ở trong thôi. Rồi vậy để quay cây lớn này cho cô chú anh chị mình xem nữa nè. Cây này thì em thâu vô cả nhà thấy, em thâu vô lúc đó cái tàn ngang nó khoảng 2 mét mấy luôn cả nhà, 2 mét 2 nữa đó. Giờ em thâu lại chỉ còn khoảng 1,5 mét thôi. Đó, những cái cốt này em bấm vô thật là sâu ha. Đó, thì nè, lâu rồi, thời điểm cũng khá là lâu nó mới có đâm ra nè cả nhà, mới đâm ra. Thì khi mà một cái tược mình mà nó lâu ra, thường là ở trong đây nó sẽ bị ngẵn nè, cái ngẵn nó không có phượt liền đó. Cả nhà thấy cái tược này nè, lâu cái mầm nó mới lên và một thời gian nữa nó mới lên lá đó. Do vậy một số thì cái lá nó bị nhăn đó cả nhà ha, nó bị nhăn nên gặp trường hợp này cả nhà đây như nè, véo nó trái lá như vậy ha đó, cả nhà thấy ha. Thì do những cái cây mình đôn sâu là 10 cây thì nó hết 9 cây gặp trường hợp này rồi cả nhà. Nên có số anh em thí dụ như mình đôn sâu gặp trường hợp này thì mình cũng đừng quá lo lắng ha. Đó, đừng quá lo lắng. Thì mình dưỡng, mình kết hợp, mình xịt bệnh bình thường. Thì trong thời gian cái cây hai mình nó đi ra là nó thẳng đều, là cái cây mình nó bình thường đó cả nhà. Ha. Mà nếu mà ra cái cây hai mà nó không có đều, mà nó lá nó không có bự phượt tược đó, cái đọt cái lá nó không có mướt đó, thì mình sẽ xem lại ha, có thể là cái cây mình nó chưa phục hồi cái bộ rễ, hoặc là cái cây cái lá mình xong có xịt ngăn ngừa bệnh ha. Nó kết hợp với hai trường hợp, thường là cái rễ nó rất quan trọng. Nếu mà cô chú anh chị mình thấy cái lá nó không bình thường, mình thăm cái rễ nó ra cái mập hay chưa ha, những cái đầu rễ nó phát triển đều hay chưa, thì mình sẽ đón ha, mình sẽ đón mình nhìn coi cái bộ rễ. Nếu mà ra những cái đầu rễ trắng mập, đó là cái cây mình bộ rễ nó rất là tốt rồi. Nếu mình bộ rễ tốt thì mình coi lại cái dàn lá trên, coi mình xịt thuốc có đúng cử hay chưa, hoặc là những cái dưỡng chất mình xịt dưỡng bệnh ở trên lá nó đã xịt đều đúng cử hay là mình xịt nó có ảnh hưởng gì không, thì mình coi cái lại cái bộ lá, cái dàn tược ở trên nha cả nhà. Mình xem đó, thì ở đây thì nói chung là những cái gì mà mình chia sẻ cho cô chú anh chị mình, đó là chia sẻ những cái phân thuốc rất là đơn giản ha, rất là đơn giản, kết hợp những cái loại phân trong thời điểm này thì mình làm sao thì mình chỉ chia sẻ cho cô chú anh chị mình tất cả ha. Còn nếu mà anh em mới chơi thì nó sẽ gặp trường hợp mình sẽ canh nước nó không có điều nè đó, thì biết thì nhất nước nhiều phân đó cả nhà, nó nên mình canh cái lượng nước là cái thời điểm mà mình canh nước rất quan trọng, không phải là lúc này đâu mà từ đây cho tới Tết luôn cả nhà đó, từ đây tới chừng nào mình lãi lá ra mình làm bông xong thì mình vẫn canh cái lượng nước là
nó rất là quan trọng đó, chứ không phải bây giờ là mình canh nước đâu, canh từ đây cho tới tới mình chơi bông tới thôi đó, nên cái nước là cái quan trọng đó. Do vậy thì cô chú anh chị mình xài thì những cái loại phân thuốc em đưa ra cô chú anh xài ha, xài nhiều khi cái lượng nước cô chú anh chị mình kết hợp mình giữ nước nó không có đúng cách thì mình tưới vô thì cái rễ của mình nó cũng không có phát triển được mạnh đâu. Ở ví dụ như ở đây mỗi lần khi mà em tưới dưỡng thì em sẽ quơ xương tinh lá cho nó mát thôi, nó mát tinh lá. Mình canh ví dụ 3 ngày nữa mình tưới dưỡng thì bắt đầu từ đây tới 3 ngày tới ha, thì mình sẽ quơ xương tinh lá giữ lượng nước ở dưới trên bồn này ha. Nếu mà nó khô thì mình sẽ tưới nhiều một tí, còn nếu nó ướt mình chỉ quơ xương thôi cho nó mát lên thân thôi, để dưới đây nó khô ráo. Là khi ráo như vậy thì mình sẽ tưới ha, tưới dưỡng vô thì nó sẽ hút rất là mau, nó cần nước nó hút rất là mau. Và hơi khô khô như vậy đó là cái đề cám nó bắt ra rất là tốt nữa nha, đề cám nó bắt ra rất là tốt. Do vậy thì mình canh cái lượng nước là nó rất quan trọng ha, nó chiếm khoảng, nó phải hơn phân thuốc luôn đó nha. Nói chung là mình nếu mình canh được tốt lượng nước á là phân thuốc mình chỉ chiếm có 4 phần thôi, là cái lượng nước mình tới 6 phần nữa cả nha. Đó nên kết hợp thì phân thuốc thì mình nói là cái cách đơn giản, nói cái cách để mình giữ cái lượng nước tốt thì cái lượng nước nó chiếm tới 6 phần nha cả nhà. Đó. Cái thời điểm quan trọng để mình tưới dưỡng là cái bầu mình khô ráo nha. Đó. Mình tưới dưỡng vào thì cái cây nó sẽ mau bắt được rễ ha. Đây, xịt 2 ngày em thấy nó cũng khá là tốt nữa cả nha. Nên nếu cô chú anh chị mình chưa có xịt ha, chưa có xịt những cái cây của mình nó chưa có đâm chồi mạnh đó, thì cô chú anh chị mình sẽ kết hợp nha. Em xin chia sẻ lại ha, kết hợp quan nè cả nha, quan giọt đọt đây, giọt đọt thì nếu cô chú anh chị mình có chỗ cô chú anh chị mình có giọt đọt nào thì mình mua cũng được, hoặc là mua chỗ anh Vũ đó cả nhà. Em có chia sẻ cái clip trước rồi, có để số điện thoại đó. Anh Vũ thì có giọt đọt của Dona nè, nó thì quan Dona cộng với Google nha cả nhà. Đó, thì ba cái loại đó mình sẽ kết hợp, cộng thêm mình thuốc sâu nữa là 4 loại ha. Mình xịt cộng hoặc là mình xịt riêng, nếu mà rảnh đổi thì có thể mình xịt riêng thuốc sâu vẫn được nha. Cái này cũng mới xả tược nữa cả nhà. Lại bông. Dạ rồi, thì hôm nay clip này cũng chia sẻ thêm cho cô chú anh chị mình thì cách chăm sóc một số cây mai nó gặp những cái trường hợp mà nó chưa đi đọt đều và một số bệnh lá ha. Đó, để mình kết hợp thì đợt này thì mình sẽ xịt thêm một cái loại dưỡng ha, dưỡng chất. Thì như hồi nãy em nói thì cô chú anh chị mình sẽ cộng 3 loại lại để mình xịt giúp kích thích những cái tược của mình cho nó đi khỏe mạnh trong thời gian đầu tiên này ha. Rồi thì rất cảm ơn cô chú anh chị mình ha, đã ủng hộ kênh, xem qua kênh trong thời gian qua. Thì chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe ha, thì một ngày mới thật là tràn đầy hạnh phúc luôn, tràn đầy niềm vui. Dạ, rồi em xin mến chào và hẹn gặp lại nha.